lực lượng khiến Israel thấp thỏm khi đáp trả Hamas. Trong lúc trả đũa Hamas ở miền Nam, Israel luôn phải để mắt tới biên giới phía Bắc vì lo ngại lực lượng Hezbollah có thể tham chiến, mở ra mặt trận mới cho Israel. Nỗi lo ấy đã ngày càng gia tăng sau một loạt cuộc đọ hỏa lực giữa binh sĩ Israel và các chiến binh Hezbollah trong những ngày gần đây. Hôm 9 tháng 10, Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đã bắn một loạt tên lửa sau khi ba thành viên của tổ chức này không qua khỏi trong các cuộc oanh tạc của Israel. Hai ngày sau, giữa Israel và Hezbollah tiếp tục xảy ra giao tranh. Không chỉ bày tỏ sự đoàn kết với Hamas, Hezbollah đã đọ hỏa lực với Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Giới phân tích cho rằng Hezbollah có thể quyết định tấn công mạnh hơn với Israel, đặc biệt là nếu quân đội Israel tiến vào Gaza. Quan chức Israel đã cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào toàn bộ Liban nếu Hezbollah tham chiến. Hezbollah, cái tên có nghĩa là Đảng của Allah, là một tổ chức chính trị và vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn, nó được thành lập vào năm 1982 để chống lại sự chiếm đóng của Israel ở miền nam Liban, từ đó đã trở thành một trong những đối thủ lớn nhất của Israel trong khu vực. Năm 2021, thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, tuyên bố nhóm này có 100.000 chiến binh. Với trụ sở chính tại Liban, Hezbollah nói mình có trong tay tên lửa chính xác, có thể tấn công mọi vùng của Israel. Mỹ cáo buộc Iran đã phân bổ hàng trăm triệu đô hàng năm cho Hezbollah trong những năm gần đây. Hezbollah là một trong những khối chính trị và có ảnh hưởng nhất tại Liban và nhận được sự ủng hộ của bộ phận lớn người Shia. Nhóm này thường được mệnh danh là quốc gia trong quốc gia do có quyền lực chính trị quân sự rộng lớn. Sau khi thành lập, Hezbollah đã đưa ra tuyên ngôn nêu bật hệ tư tưởng và mục tiêu của mình, trong đó bao gồm việc đánh bại Israel và trục xuất các thực thể thực dân phương Tây khỏi Trung Đông. Trong quá khứ, các chiến binh của Hezbollah đã tiến hành chiến dịch kéo dài chống lại lực lượng Israel ở Liban. Sau gần 20 năm xung đột, lực lượng Israel đã đơn phương rút khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Hezbollah sau đó tự tuyên bố mình là đội quân Ả Rập đầu tiên buộc Israel phải rút lui. Israel đáp trả bằng quân sự dẫn tới cuộc chiến kéo dài 34 ngày, hay còn được gọi là cuộc chiến tháng 7. Cuộc xung đột kết thúc bất phần thắng bại vì không biết nào có thể giành ưu thế về mặt quân sự, nhưng nó khiến hơn 1.100 người Liban và 165 người Israel không qua khỏi. Trong khi đó, thủ lĩnh Nasrallah nhiều lần nói rằng cuộc chiến năm 2006 là thành công của Hezbollah vì nhóm này đã chống lại được lực lượng lớn hơn và mạnh hơn của Israel. Một cuộc điều tra của chính phủ Israel kết luận rằng cuộc chiến 2006 là cơ hội bị bỏ lỡ và không thành công. Hezbollah có thành viên là bộ trưởng trong chính phủ và các nhà lập pháp trong quốc hội Liban. Một số đảng phái ở Liban cáo buộc Hezbollah đã đẩy nước này vào xung đột. Năm 2016, ông Michel Aoun, chính trị gia cơ đốc giáo được Hezbollah ủng hộ, đã trở thành tổng thống Liban Hai năm sau, Hezbollah và đồng minh giành được đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đến nước này sau 9 năm. Trong cuộc bầu cử năm 2022, khối chính trị của Hezbollah mất thế đa số, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục nắm giữ quyền lực trong nền chính trị Liban. Ông Trump bị chỉ trích vì bình luận khen Hezbollah. Nhà Trắng, các ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa và Israel chỉ trích ông Trump vì bình luận chê trách Thủ tướng Netanyahu và khen Hezbollah thông minh. Phó tư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates hôm 12 tháng 10 cho hay gọi những bình luận của cựu Tổng thống Donald Trump là nguy hiểm và vô căn cứ. Theo Bates, Tổng thống Joe Biden đã lên án vụ tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel là tột cùng tội ác và bày tỏ ủng hộ kiên định đối với Israel. Đây là thời điểm tất cả chúng ta sát cánh cùng Israel chống lại cái ác. Đó là điều mà Tổng thống Biden đang làm, Bates nói thêm. Tổng thống Biden sau đó đăng trên X rằng sự ủng hộ của quốc gia chúng ta dành cho Israel là kiên quyết và không lay chuyển. Trưởng truyền thông Israel Shlomo Kari đánh giá những bình luận của ông Trump cho thấy không thể tin cậy ông. Thật đáng hổ thẹn khi một cựu tổng thống Mỹ lại tiếp tay cho việc tuyên truyền và phổ biến những điều làm tổn thương tinh thần binh sĩ và người dân Israel. Kari cho hay, một số đối thủ của ông Trump trong cuộc đua tổng thống của đảng Cộng hòa cũng chỉ trích bình luận của ông. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng đây không phải là lúc để bất kỳ cựu tổng thống hay lãnh đạo nào của Mỹ gửi một thông điệp nào khác thông điệp Mỹ đứng về phía Israel. Hezbollah không thông minh họ chỉ tàn ác. Ông Pence cho so hay thêm rằng ông Trump, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2024, không thể hiện chính sách đối ngoại cứng rắn mà Mỹ thực hiện hàng ngày. Asa Hutchinson, cựu thống đốc bang Arkansas và là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, đang trên X rằng ông Trump mất trí nếu nghĩ rằng bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào nên ca ngợi những câu một trong những đồng minh quan trọng nhất của chúng ta. Thượng nghị sĩ Tim Scott, một ứng viên khác cũng nói rằng bình luận của cựu tổng thống về thủ tướng Netanyahu là sai. Alex Roman, chiến lược gia của đảng Cộng hòa cho rằng những bình luận của ông Trump là sai lầm chiến lược. Nếu tôi là ứng cử viên đảng Cộng hòa, có lẽ tôi sẽ chạy quảng cáo như bình luận này để chống lại ông ấy. Truma nói. Ông Trump hôm 11 tháng 10 nói với Fox News rằng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thiếu chuẩn bị và tổn thương nặng nề sau cuộc đột kích bất ngờ của Hamas hôm 7 tháng 10. Phát biểu với đám đông ở Florida cùng ngày. Cựu tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích ông Netanyahu và cho rằng tình báo Israel đã thất bại trong nỗ lực ứng phó Hamas. Ông Trump cũng nhắc đến việc một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ hồi đầu tuần nói với các phóng viên rằng ông quan ngại sâu sắc về nguy cơ Hezbollah, lực lượng ở Liban, phía bắc Israel có thể mở một mặt trận khác trong cuộc xung đột. Hai ngày trước tôi đã đọc phát biểu của tất cả quan chức an ninh trong chính quyền Biden. Họ nói, trời ạ, à, tôi hy vọng Hezbollah không tấn công từ phía bắc vì đó là điểm dễ bị tổn thương nhất. Ông Trump kể, họ không nên nói ra điều đó, Hezbollah rất thông minh. Chiến dịch tranh cử của ông Trump binh vực cho cựu tổng thống, nhấn mạnh rằng ông không ca ngợi Hezbollah mà chỉ đang chỉ trích chính quyền Biden vẽ đường cho hiệu chạy. Cựu tổng thống Trump đã chỉ ra rõ rằng Biden và chính quyền của ông ấy kém cỏi như thế nào khi họ nêu ra chết bị tấn công. Nói Hezbollah thông minh không có nghĩa rằng họ tốt. Nó chỉ chứng minh chính quyền Biden thật ngốc. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay, những người binh vực ông Trump cho rằng những nhận xét này sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào về lâu dài. Đây không phải là sự lựa chọn từ ngữ tốt nhất nhưng ông ấy không sai, Hezbollah không ngu ngốc và họ được tổ chức tốt. Ford O'Connell, một chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa nhận xét. Cựu thủ lĩnh Hamas kêu gọi biểu tình khắp thế giới vào ngày thịnh nộ. Cựu thủ lĩnh Hamas kêu gọi người ủng hộ khắp thế giới tham gia biểu tình và bày tỏ thái độ giận dữ khi giao tranh với Israel leo thang. Khaled Meshan ngày 12 tháng 10 kêu gọi người Hồi giáo khắp thế giới biểu tình ủng hộ Palestine, đề nghị người Hồi giáo tại các nước láng giềng Jordan, Syria, Liban và Ai Cập tham gia chống Israel, hãy tràn xuống quảng trường, đường phố ở thế giới Ả Rập và hồi giáo vào ngày 13 tháng 10, ngày cơn lũ Al-Asa, Meshaan nói nhắc tới tên gọi chiến dịch của Hamas. Meshaan trở thành thủ lĩnh Hamas năm 1992, ông từ chức thủ lĩnh Hamas năm 2012 và đang sống ở Qatar. Lời kêu gọi của Meshaan đưa ra sau khi Israel tuyên bố tăng cường phản công trên bộ để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10. Quân đội Israel đang mở các đợt công kích ở giải Gaza. Tính tới ngày 13 tháng 10, giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 2.800 người không qua khỏi. Quân đội Israel bao vây hoàn toàn Gaza, cắt nguồn cung cấp điện, lương thực, nước sạch và nhiên liệu. Giải Gaza là nơi có 2,3 triệu người Palestine sinh sống, vốn phụ thuộc vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài của lãnh thổ Israel. Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu cho rằng Israel có quyền đáp trả nhưng kêu gọi nước này tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước động thái kêu gọi ngày thịnh nộ, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Israel ngày 12 tháng 10 ra tuyên bố chung cảnh báo công dân nhận định có nguy cơ xảy ra các vụ tấn công nhằm vào người Israel và do Thái ở nước ngoài, đồng thời biểu tình có thể chuyển biến thành bạo loạn. Chính quyền Israel khuyến cáo công dân ở nước ngoài cảnh giác tránh xa các cuộc biểu tình và tuần hành, đồng thời cập nhật tình hình từ lực lượng an ninh địa phương về khả năng xảy ra biểu tình và tình trạng bất ổn xung quanh khu vực sinh sống. Truyền thông Do Thái đưa tin an ninh sẽ được tăng cường tại các đại sứ quán Israel trên thế giới vào ngày 13 tháng 10. Cảnh sát Israel ngày 12 tháng 10 giải tán một đoàn 15 xe ô tô và xe máy ủng hộ Hamas ở Um Al-Fab, thành phố có nhiều người Ả Rập sinh sống tại Israel, đồng thời bắt 4 người.